Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề lao động ở Úc thì sao? Rồi làm sao để kiếm 100 triệu ở Úc một tháng? Ở bên Úc các bạn, cố gắng mua cái chiếc xe giống như xe van này nè. Muốn đi làm kiếm nhiều tiền, kiếm 100 triệu á, là các bạn phải mua cái chiếc xe van như nè. Có mấy người em của mình á, nói chuyện, mấy người em mà làm chung với mình á, nói chuyện với mấy anh thợ, nói là một tháng em kiếm được 10 ngàn. Một tháng em kiếm được 10 ngàn thì tính ra tới 100 mấy chục triệu rồi. Nhưng mà các bạn có biết là tại sao mà mấy bạn đó kiếm được 10 ngàn không? Các bạn phải hiểu cái nguồn gốc sâu xa. Các bạn qua đây trên răng dưới dép. Các bạn không có gì đó. Có hai bàn tay của các bạn thôi. Mà các bạn đòi một tháng 10 ngàn. Các bạn bớt ảo tưởng đi. Nên các bạn phải hiểu các bạn đang ở đâu. Hiểu về cuộc đời này. Hiểu về cái công việc. Và hiểu về cái con người. Và hiểu cái công việc của bạn làm. Các bạn ở Việt Nam đa số mà các bạn đi qua đây. Ở Việt Nam chắc bạn làm ông chủ rồi. Chứ bạn đâu phải là ông thợ đâu. Mà qua đây mà bạn làm sao mà bằng được mấy ông thợ bên này. Mấy ông thợ bên này người ta làm rất là đàng hoàng. Ví dụ như mình nói ông thợ sơn của mình đi. Một ngày ông có sẽ sơn hết cái trần của cái nhà ba phòng. Các bạn mới qua bạn đâu có làm được. Các bạn mới qua bạn làm giỏi lắm bằng lương một nửa ông à. Mình trả lương cho ông là 300 một ngày. Là ông vừa có xe nè. Cái xe van giống như mình nói các bạn. Trong xe có đầy đủ đồ nghề. Từ A tới Z luôn. Ông có quốc tịch Úc nè. Ông có đi là ông có doanh nghiệp riêng của ông nè. Đó. Các bạn hiểu ý không? Rồi sao nữa? Ông nói được tiếng Anh nè. Mình nói ở đâu là ông chạy xe tới chỗ đó ông làm cho mình. Các bạn có được bao nhiêu đó không? Bạn phải hiểu các bạn đang ở đâu thì bạn mới dễ sống ở Úc các bạn. Muốn thu nhập cao thì bạn mình nói rồi, sức khỏe các bạn phải tốt. Người ta làm 8 tiếng, bạn phải làm 10 tiếng, 12 tiếng, 15 tiếng. Phải làm gấp đôi người ta tại vì sao? Tại cái tiền của bạn một nửa của người ta muốn bằng người ta phải làm gấp đôi. Đơn giản thôi, đúng không? Rất là dễ. Ai cũng hiểu hết. Thay vì mức lương của bạn ngày 100, 150 gì đó thì bạn làm một ngày dài ra thì bạn sẽ được 200, 250, 300. Đúng không? Ông thợ mà mình nói mình trả 300 là ông thợ rất giỏi. Còn những thợ bình thường trả 200 thôi, 250 thôi các bạn. Để mà kiếm được 100 triệu Úc là các bạn phải thiệt là giỏi. Chứ không phải là ten mà kiếm được tiền đâu. Tại mấy bạn qua đây là đa số ở Việt Nam là các bạn làm chủ. Ở Việt Nam bạn có rất nhiều người thợ. Bạn đâu phải là người thợ đâu. Qua đây bạn làm thợ thì bạn phải hiểu. Nó là có một bức tranh khác, bạn phải hiểu như vậy. Nghĩ thứ hai, muốn được 100 triệu á, các bạn đơn giản thôi, nói các bạn là phải sắm đồ nghề. Các bạn làm cái công việc gì mình không biết, có thể thợ sơn, thợ hàng, thợ làm handyman, thợ làm cleaning cũng được đó. Cái em mà mình nói là bạn đó làm một tháng 10.000 đô, là bạn đó phải mua franchise, mua nhượng quyền thương hiệu á. Ngày xưa mình cũng nhượng quyền thương hiệu mà. Đó, hồi xưa mình cũng làm vậy. Thì người ta đưa job tới cho các bạn chỉ có việc làm thôi. Đó. Các bạn tiếng Anh cũng không biết nói chuyện thì sao mà ai mà dám đưa chốt cho các bạn. Rồi gặp khách hàng cầm len thì sao. Và thậm chí những các bạn mới qua không có biết cái chuẩn của Úc nó ra sao hết á. Làm sao mà các bạn làm được. Cái chuẩn của Úc nó khác hoàn toàn với cái chuẩn Việt Nam. Bạn phải chú ý những cái điều sau đây cho mình để sau này khi bạn qua Úc á. Tất nhiên là bạn qua không phải ngày trước ngày hôm sau bạn được 100 triệu liền nữa nha. Đừng bớt mơ giùm cái. Các bạn đi qua đây ít nhất bạn phải cho bạn có cơ hội từ 3 đến 6 tháng để bạn học. Ôn luyện tiếng Anh rồi nghe người ta nói tiếng Anh cho nó quen. Mấy các bạn nhân viên của mình cho cái cơ hội để nói chuyện với chủ nhà luôn kìa. Đó. Rồi mình cho cái cơ hội để đi gặp người này gặp người kia để mà phát triển tiếng Anh của bạn lên. Đó. Lái xe bạn phải lái cho thiệt là rành tiếng Anh. Rồi bạn đang có nghề gì ở Việt Nam cố gắng học làm cái nghề đó cho ở Việt Nam cho nó thiệt là giỏi cái nghề đó. Và sức khỏe. Đó. Sức khỏe các bạn phải luyện tập thể dục, chơi thể thao, chơi tennis, chơi bóng bàn, chơi cầu lông, chạy bộ, điền kinh, bóng đá, chơi bơi lội. Bạn cứ tập cho nó khỏe lên. Để qua bên này để làm gì? Để qua bên này đi làm được. Thay vì người ta làm 300 một ngày, 250 một ngày, các bạn làm 150 đi. Thì bạn làm vài giờ đó là bạn được số tiền đó liền chứ có gì đâu. Qua đây còn phải hiểu được. À ok, qua đây tôi học cái này, học cái kia. Rồi xong rồi tập lái xe. Rồi sau đó 3 tháng, 6 tháng sau rồi mới được cái chuyện đó chứ. Qua đây chưa gì hết mà đòi hỏi rồi này nọ là nó khó lắm các bạn. Trên răng dưới dép mà đòi lương 100 triệu. Nghe người ta nói lương 100 triệu, người ta ở đây, người ta có thường trú, người ta có quốc tịch rồi. Các bạn có thường trú, các bạn có quốc tịch chưa? Người ta có giấy tờ đi làm hợp pháp rồi. Thậm chí bạn mới qua, bạn còn đang du lịch. Người ta cho bạn làm, người ta làm phước lắm rồi.